Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món chả trứng hấp. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Nguyên liệu để làm gồm có 3 quả trứng gà, 1 trứng bắc thảo chúng ta cắt làm tư, 1 cây xúc xích. Hột gà chúng ta tách lòng trắng và lòng đỏ riêng. Tiếp theo, chúng ta nêm gia vị vào lòng trắng trứng, nửa muỗng cà phê muối, một ít bột ngọt, sau đó quậy tan. Chúng ta thoa ít dầu ăn vào chén, lần lượt xếp xúc xích, trứng bắc thảo vào chén và cho lòng trắng trứng vào. Chúng ta hấp khoảng 15 đến 20 phút. Phần lòng đỏ, chúng ta cho thêm một muỗng cà phê dầu điều màu, khuấy đều. Khi trứng hấp chín thì chúng ta trải đều lòng đỏ lên trên mặt và hấp thêm 10 phút nữa. Khi dùng thì chúng ta cho thêm ớt, một muỗng canh nước tương và một ít dầu ăn lên chả trứng. Chúc tất cả mọi người làm món chả trứng hấp thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo.
Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.